đến với chương trình quà tặng tri thức. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty cổ phần Lasta thực hiện cùng với sự tài trợ của trung tâm điện máy Idea. Rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình quà tặng tri thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa trải qua một dịp rất là đặc biệt, đó là dịp Tết Trung Thu. Theo phong tục của người Việt thì Tết Trung Thu thường được tổ chức vào giữa mùa thu, tức là vào rằm tháng 8 âm lịch. Đây là một dịp để mà chúng ta có thể tổ chức vui chơi cho các em nhỏ. Trong những dịp này thì các em của chúng ta có thể vui chơi, nè, ca hát, nè, ăn bánh Trung Thu, nè, ăn trái cây mà chúng ta thường gọi là phá cổ. Và đây cũng là một cơ hội hiếm có trong một năm để chúng ta bày tỏ sự yêu thương và chăm sóc đối với các em nhỏ. Và đặc biệt là một dịp để chúng ta có thể mua bánh, nè, trà, nè, trái cây, nè, tặng cho ông bà, cha mẹ hoặc là họ hàng để tỏ lòng biết ơn. Với tục lệ tốt đẹp này thì ngày lễ Trung Thu của chúng ta đã được duy trì hàng ngàn năm nay. Nhưng mà những ngày tuyệt vời của ngày Tết Trung Thu cũng đã vừa qua mất rồi và chúng ta phải quay trở lại với cuộc sống tất bật hàng ngày. Và đặc biệt ngay bây giờ chúng ta phải quay trở lại với chương trình quà tặng tri thức tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi sẽ có 3 vòng thi để dành cho tất cả quý vị. Bên cạnh đó thì tất cả quý vị có thể đăng ký tham gia chương trình vào tất cả các ngày trong tuần bằng cách gọi điện thoại về số 1900 1747. Ngoài ra, khi chương trình lên sóng trực tiếp thì quý vị khán giả có thể gọi điện thoại về số 0891066888. Và đặc biệt, quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của quà tặng tri thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng, và 12 cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại thật cẩn thận và bỏ vào trong vòng cầu này. Và trong mỗi chương trình quà tặng tri thức thì chúng tôi sẽ chọn ra 3 phiếu thăm bất kỳ để tìm ra 3 vị chủ nhân may mắn trả lời câu hỏi của chương trình. Và những vị khán giả nào may mắn đáp đúng câu hỏi của chúng tôi sẽ nhận được những phần quà rất hấp dẫn của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta còn chờ gì nữa? Chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với trường quay để cùng gặp gỡ anh Quách Hồ Ninh và 50 người chơi của chúng ta. Xin mời! Không chỉ là tưởng tượng, đâu chỉ là ước mơ, sống với cảm xúc thật, từng khoảnh khắc nâng niu, chỉ một sự lựa chọn. IDs 133 Cách mạng tháng 8 quận 3. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của trò chơi quà tặng tri thức với phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả các bạn và xin chúc các bạn thật là may mắn trong trò chơi hôm nay. Bây giờ tôi xin phép công bố thể lệ của cuộc thi. Rất đơn giản thôi, đến với trò chơi quà tặng tri thức, chúng ta có 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi của cả 3 vòng thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Nếu như kết thúc vòng 3 mà không có bạn nào trả lời được câu hỏi thì 15 triệu ấy sẽ được dồn cho chương trình lần sau. Như vậy là chương trình lần sau sẽ có trị giá giải thưởng lên tới 30 triệu đồng. Các bạn có 10 giây suy nghĩ và 3 giây để chọn đáp án. Nếu vượt ngoài 3 giây thì sự lựa chọn của các bạn sẽ không được máy tính ghi nhận. Cho nên các bạn cố gắng nhanh tay lên. Nếu như các bạn đã sẵn sàng thì tôi sẽ đọc câu hỏi ở vòng 1 này. Kinh đô Thăng Long xưa, phường Nghi Tàm nổi tiếng với nghề gì? A. Trồng hoa. B. Dệt vải. C. Trồng dâu nuôi tầm. D. Làm đồ gốm. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua rồi và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A có 4 bạn. Đáp án B có 15 bạn. Đáp án C có 20 bạn. Đáp án D có 10 bạn. Ở câu hỏi này thì có một bạn đã bấm phím trả lời sau thời gian 3 giây cho nên máy tính đã không nhận kết quả của bạn. Và bây giờ chúng ta hãy xem đáp án đúng của câu hỏi này đó là đáp án nào. Đó chính là đáp án B.
Kinh đô Thăng Long xưa có 36 phố phường. Mỗi phường đều nổi tiếng về các ngành nghề khác nhau, như phường Hà Tân nung vôi, phường Hàng Đào nhuộm điếu, phường Nghi Tàm dệt vải lụa. Xin chúc mừng người Lâm bạn đã chọn đáp án B. Các bạn sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Xin chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án B. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Mong gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến chương trình A2 của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến xem phần tham gia trò chơi của những khán giả đang xem truyền hình tại nhà. Mời. Chúc mừng 15 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Quý vị thân mến, như vậy là 15 người bạn của chúng ta đã vượt qua được vòng thi đầu tiên rồi. Và trong khi chờ đợi 15 người bạn này trổ tài ở vòng thứ hai như thế nào, thì chúng tôi sẽ dành thời gian ngay bây giờ để cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Có nghĩa là Hồng Vượng sẽ quay ngay vòng cầu, đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và đây là phiếu thăm may mắn đầu tiên. Chúng ta hãy cùng xem ai là chủ nhân của số điện thoại này nhé. Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0613 690 353, và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Trong khi chờ đợi gặp gỡ với vị chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên, thì chúng ta cùng đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Logo số 1, trung tâm điện máy Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo số 2, Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Sony, chuyên một bản sắc. Logo thứ 4, Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Logo thứ 5, Danton, Danton Electronics, thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Logo thứ 6, Sanyo, luôn vì môi trường. Logo số 7, LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo số 8, Olympus, tầm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Quý vị thân mến, đằng sau mỗi logo này sẽ là một phần quà rất là hấp dẫn dành cho tặng cho tất cả quý vị khán giả. Nhưng phần quà này có thuộc về tất cả quý vị khán giả hay không thì phải đợi xem các bạn có đáp đúng câu hỏi của chúng ta hay không đã. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào ạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vượng ạ. Alo, xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình. Dạ em tên Cao Tấn Thành, học lớp 84 của trường phổ thông trung học Nguyễn Chí Thanh. Xin chào bạn Thành. Xin chào bạn Thành. Bạn Thành ơi, ngày Tết Trung Thu vừa mới qua, vậy thì không biết là trong những ngày đặc biệt này thì bạn có kế hoạch gì không? Bạn có đi đâu chơi với gia đình và bạn bè hay không nhỉ? Dạ em dự tính đi Đầm Sen chơi chị Phượng ạ. Dự tính đi Đầm Sen chơi. Ý Hồng Phượng muốn hỏi là trong những ngày Tết Trung Thu thì bạn có đi đâu với bạn bè hoặc là gia đình hay không? Thì cũng đi chung rước đèn ở trong xã với bạn bè thôi chị Phượng ạ. Bạn cảm thấy như thế nào, có vui không bạn? Dạ rất là vui ạ. Hồng Phượng cũng nghĩ rằng bạn rất là vui. Bây giờ thì xin mời bạn hãy chọn một trong 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Dạ em xin chọn bảng logo số 6 ạ. Logo số 6, Sanyo. Và bây giờ chúng ta cùng xem phần quà dành cho bạn là gì nhé. Máy giặt Sanyo 6,5kg, có lồng giặt bằng inox không rỉ, bảng điều khiển tiếng Việt và chống xoắn quần áo. Đây là một phần quà rất là hấp dẫn. Nhưng mà bạn ơi, có một điều mà vẫn rất là thắc mắc là bạn là con trai. Nếu mà bạn may mắn giành được phần thưởng là chiếc máy giặt này thì bạn sẽ sử dụng nó như thế nào nào? Dạ em xin tặng cho mẹ em ạ. Vậy thì bây giờ mẹ bạn đang có bên cạnh bạn hay không? Dạ có ạ. Vì vậy bạn hãy cố gắng lên để dành phần quà này tặng cho bạn mẹ bạn nhé. Dạ em cố hết sức mình ạ. Bây giờ câu hỏi dành cho bạn như sau. Mời bạn nghe đoạn thơ sau đây. Dạ. Trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây bác viết mấy dòng, gửi cho các cháu thỏa lòng nhớ thương. Đây là một sáng tác của Bác Hồ dành tặng cho thiếu nhi nhân mùa trung thu. Bài thơ này được bác viết vào năm nào? Bạn có 4 sự lựa chọn. A. Năm 1951. B. Năm 1952. C. Năm 1953. D. Năm 1954. Bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho bạn. Bắt dạ, đầu. Dạ, chọn câu C chị không ạ.
Bạn chọn câu nào ạ? Dạ câu C ạ. Vẫn còn thời gian mà có thay đổi quyết định. Dạ chọn câu C, em không thay đổi. Chắc chắn là câu C, tại sao bạn lại chắc chắn là câu C? Dạ tại vì em có đọc qua bài thơ này rồi, nhưng mà không biết chắc chắn hay không thôi. Có đọc qua bài thơ này rồi, và bây giờ chúng ta hãy cùng xem đáp án của bạn đưa ra có trùng với đáp án của chương trình không nha. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang hồi ác liệt nhất, bác vẫn nhớ thương canh cánh bên lòng các cháu thiếu nhi. Mỗi khi trung thu tới, bác vẫn dành cho các cháu những lời lẽ yêu thương nhất. Vào tháng 9 năm 1951, bác gửi thư cho các cháu nhân dịp Tết Trung Thu. Mở đầu thư bác đã viết bài thơ này với những lời thật cảm động như sau: Trung thu trăng sáng như gương, bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây bác viết mấy dòng gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương. Như vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, có nghĩa là 1951 chứ không phải là đáp án C bạn ơi. Bạn ơi, bạn đang tiếc lắm phải không nào? Dạ em tiếc lắm chị ạ. Có buồn hay không? Không có buồn nhưng mà không có buồn, đúng rồi, không có gì phải buồn cả. Bởi vì chương trình Quà Tặng Tri Thức luôn dành tặng cơ hội cho tất cả quý vị khán giả. Bởi vì tất cả quý vị khán giả có thể quay trở lại với chương trình bất cứ lúc nào quý vị muốn. Và Hồng Phượng hy vọng rằng sẽ gặp lại bạn trong chương trình Quà Tặng Tri Thức lần sau. Xin cảm ơn bạn. Và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với trường quay để cùng gặp gỡ anh Quách Hồ Ninh và theo dõi cuộc thi sôi nổi của 15 người bạn của chúng ta. Xin mời. Hãy đến với vùng đất của những khám phá đáng kinh ngạc, vùng đất của những chuyến phiêu lưu đáng kinh ngạc, vùng đất của những cảm giác kinh ngạc, vùng đất của những xúc cảm đáng kinh ngạc. Hãy đến với một Thái Lan đáng kinh ngạc. Không có ba MCBD là gì hả mẹ? Là loại nước tương hoàn toàn không có độc tố gây hại đó con. Xin giới thiệu Tam Thái Tử mới của Jinsu Foods. Tự hào là loại nước tương hoàn toàn không có độc tố 3MCBD theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Từ nay nhà mình chỉ dùng Tam Thái Tử để đảm bảo cho sức khỏe. Tam Thái Tử, nước tương vì sức khỏe. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 của chương trình với phần tham gia của 15 bạn. Nội dung câu hỏi vòng 2 này như sau: Tết Dano của người Hàn Quốc là ngày gì? A. Tết Nguyên Tiêu. B. Tết Đoan Ngọ. C. Cúng Tổ Tiên. D. Rằm Trung Thu. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua rồi và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A có 0 bạn. Đáp án B có 4 bạn. Đáp án C có 10 bạn. Đáp án D có 1 bạn. Đáp án nào là đáp án chính xác đây? Đáp án đúng đó chính là đáp án B. Lễ Dano của Hàn Quốc tức là Tết Đoan Ngọ được tổ chức vào ngày 5 tháng 5 âm lịch. Nông dân nghỉ việc đồng áng để tham gia lễ hội đánh dấu việc gieo trồng đã hoàn thành. Phụ nữ gội đầu bằng lá thơm để tránh những điều không may xảy ra. Xin chúc mừng. Chúc mừng 4 bạn đã chọn đáp án B. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dành thời gian lại cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi với chúng ta. Nào, bây giờ số điện thoại của vị khán giả may mắn tiếp theo là số nào đây? Hãy
hơn 40 bạn đã đáp đúng câu hỏi tiếp theo. Quý vị thân mến, như vậy là từ 50 người chơi ban đầu thì ngay bây giờ chúng ta chỉ còn 40 bạn thôi. Chà, không khí của cuộc thi hình như đang ngày càng nóng lên. Và ngay cả Hùng Phượng bây giờ cũng đang rất là hồi hộp, không biết rằng 4 người bạn của chúng ta tiếp theo sẽ thể hiện mình như thế nào. Nhưng mà bây giờ trong khi chờ đợi họ thì chúng tôi sẽ dành thời gian cho tất cả quý vị. Hùng Phượng sẽ chọn ra phiếu thăm may mắn của chương trình thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Đây là phiếu thăm may mắn thứ hai. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem ai là vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình nha. Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0851418 34. Và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Trong khi chờ đợi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ hai thì Hồng Phượng xin được nhắc lại với tất cả quý vị khán giả 3 số điện thoại để tất cả quý vị khán giả có thể liên hệ với chương trình. Đó là số 1900-1747, số 0891-06688 và số 8383. Quý vị có thể gửi tin nhắn về cho chương trình. Và chương trình của chúng tôi luôn hy vọng nhận được rất nhiều sự tham gia và ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình. Alo, xin chào ạ. Xin chào Hồng Phượng ạ. Alo, xin chào bạn. Bạn hãy tự giới thiệu về mình. Tôi tên là Đỗ Tấn, 44 tuổi, hiện buôn bán cà phê giải khát tại nhà. Xin lỗi anh. Qua điện thoại thì Hồng Phượng nghe thấy rằng giọng anh đang rất là trẻ. Xin lỗi anh ạ. Và bây giờ anh ơi, không biết rằng ngay bây giờ hiện bên cạnh anh đang có ai chia sẻ sự hồi hộp này với anh không ạ? Bây giờ thì ngồi có một mình. Ngồi có một mình vậy thì không biết rằng cả nhà anh đi đâu hết rồi? Tại vợ thì mới sanh có em bé đó, là ở về ngoại ở Long An, rồi bây giờ có một mình thôi chứ không ai hết. Vất vả quá. Vậy không biết rằng trong những ngày Tết Trung Thu vừa qua thì không biết rằng anh có cùng gia đình đi đâu chơi không ạ? Thì có dẫn cháu bé nó ra nhà văn hóa phường á, nó tham gia chơi Trung Thu với ở phường nó tổ chức á mà. Rất là vui đúng không anh? Dạ. Vâng, và bây giờ trước khi lắng nghe câu hỏi của chương trình thì Hồng Phượng xin mời anh hãy chọn một trong 7 bản logo còn lại của chúng tôi. Anh chọn logo nào ạ? Bản Sony đi ạ. Logo Sony, và chúng ta cùng xem phần quà dành cho anh là gì nhé. Dạ. Máy MP3 Sony Walkman có dung lượng 512 MB, nghe nhạc MP3 WMA và bắt được sóng FM. Anh ơi, anh có thích phần quà này không? Dạ thích ạ. Không biết rằng anh đã sở hữu chiếc máy MP3 nào chưa ạ? Dạ chưa. Chưa, và Hồng Phượng hy vọng rằng ngày hôm nay anh sẽ may mắn trở thành chủ nhân của nó anh nhé. Dạ. Và bây giờ câu hỏi dành cho anh như sau. Bản Sonnet Ánh Trăng là một sáng tác nổi tiếng thế giới của nhạc sĩ nào? Anh có 4 sự lựa chọn. A. Beethoven. B. Chopin. C. Wagner. D. Mozart. 10 giây dành cho anh. Bắt đầu. Tôi chọn Beethoven ạ. Beethoven, anh vẫn còn thời gian ạ. Anh có chắc chắn chưa? Dạ, chắc chắn ạ. Chắc chắn rồi. Anh đưa ra đáp án trong một thời gian khá ngắn. Vậy không biết rằng câu trả lời này là do tự anh suy đoán ra hay là anh đã vô tình đọc được ở đâu rồi, phải không ạ? Cái này thì nói chung là tôi mua bán cà phê sách báo thì có đọc ra cái bản Sonnet Ánh Trăng này của Beethoven thôi. Và để xem bây giờ câu trả lời của anh đưa ra có đúng với đáp án của chương trình không nha. Sonnet Ánh Trăng được xếp vào hàng những tuyệt tác của nền âm nhạc thế giới, được Beethoven sáng tác dành tặng cho người học trò mà ông rất yêu mến, đó là tiểu thư Guilherme vào năm 1801 khi nhạc sĩ mới 31 tuổi. Và bây giờ Hồng Phượng không biết nói gì hơn là xin được chúc mừng anh. Dạ, xin cảm ơn Hồng Phượng, cảm ơn chương trình ạ. Anh ơi, như vậy là anh đã may mắn trở thành chủ nhân của chiếc máy MP3 rất là dễ thương. Vậy thì ngay bây giờ người mà anh muốn chia sẻ niềm vui này đầu tiên là ai ạ? Dạ, chắc phải gọi lại cho vợ ở dưới Long An mừng ạ. Hồng Phượng tin rằng khi nghe được tin này thì chị cũng rất là vui mừng và sẽ hết lòng chia sẻ niềm vui với anh. Dạ. Xin cảm ơn anh đã đến với chương trình của chúng tôi. Dạ, xin cảm ơn Hồng Phượng. Dạ, cảm ơn chương trình. Vâng, xin cảm ơn anh. Dạ. Chia tay với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình thì bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp lại 4 người chơi của chúng ta để xem họ thể hiện mình như thế nào nhé. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang bước vào vòng 3, vòng cuối cùng, vòng gây cấn nhất. Quý bạn đang ngồi ở vòng 3 này, một cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ để cho các bạn ấy thoải mái, tự tin bước vào vòng gây cấn này. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với người bạn đầu tiên, bạn ở máy số 20. Xin chào bạn có thể giới thiệu một đôi nét về mình?
Xin kính chào anh Quách Hồ Ninh, xin kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Đỗ Thị Thùy Linh, hiện là nhân viên văn phòng, hiện đang công tác tại quận 10 của thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có chia sẻ gì về ngày Tết Trung Thu không? Ngày Tết Trung Thu theo em được biết thì là ở người Việt Nam ta thường buổi sáng thì là đem ra cúng tổ tiên ông bà. Rồi. Và tới tối thì là làm một cái mâm cỗ có bánh trung thu, có trái cây để mà thưởng nguyệt, nghĩa là ngắm trăng hả? Đúng không? Bạn Linh ơi, bạn có thuộc một bài hát ngắn hay là một đoạn thơ ngắn hay là một đoạn văn ngắn viết về ngày Trung Thu không? Hồi nhỏ thì em thường cùng với lại các bạn ở trong xóm thì vừa cầm đồng đèn Trung Thu thì vừa hát được mấy câu. Mấy câu trong bài gì bạn có còn nhớ không? Em cũng không nhớ lắm, nhưng mà nếu anh Quách Hồ Ninh cho phép thì em xin hát một đoạn ngắn. Các bạn nghe bạn Linh chúng ta hát bài Tết Trung Thu. Tết Trung Thu đón đèn đi chơi, em đón đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca đón anh trăng rằm. Hey. Cảm ơn bạn Linh rất nhiều. Bài hát khá là lâu rồi đúng không? Nhưng mà bạn còn nhớ rất là tốt. Bạn Linh ơi, cho tôi hỏi bạn một câu nhé. Riêng tư thôi. Thế sở thích của bạn, khẩu vị của bạn trong ăn uống á, thì giữa những món ăn làm từ thịt và những món ăn làm từ cá thì bạn thích những món ăn nào hơn? Em thích ăn cá hơn. Vậy chắc là bạn Linh rất là rành về cá. Thế bạn Linh có biết rằng là con cá nào mà sống lâu nhất không? Cá sống lâu nhất chắc là nó phải già phải không anh? Già thì chắc tóc phải trắng. Tóc phải trắng vậy chắc là cá bạc đầu. Cá bạc đầu sống lâu nhất. Rất là tốt. Nào thế cá nào mà nhiều thịt nhất? Thường thì người ta hay nói mập như là heo, thì vậy chắc cá heo. Cá heo nhiều thịt nhất. Ok, cũng được. Rồi, nào bây giờ con cá nào yếu nhất? Cá đuối. Cá đuối. Cá đuối là cá yếu nhất bởi vì nó đuối. Rồi, thế cá nào mà làm tan cửa nát nhà? Dạ, chắc là cá độ, đánh bài đánh bạc thì thua nhiều quá thì chắc tan cửa nát nhà. Đúng rồi, cá độ. Thế cá nào biết nói? Thường người ta hay nói như vẹt, chắc là cá chim. Cá chim. Cá chim. Ồ, cũng đúng. Nhưng mà theo tôi thì cá biết nói chính xác hơn, đó là cá nhân. Cá nhân biết nói. Đúng nào? Chỉ có con người biết nói thôi chứ đâu có con vật nào biết nói, đúng không nào? Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi vòng 3. Mong rằng các bạn sẽ thật tự tin, bình tĩnh và sáng suốt để chọn câu trả lời đúng. Câu hỏi vòng 3 của chúng ta có nội dung như sau. Ngoài Ai Cập, nước nào sau đây cũng có kim tự tháp? A. Nước Pháp. B. Trung Quốc. C. Hy Lạp. Và D. Mexico. Mời giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem mình có phải là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng hay không. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã trôi qua rồi và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A, không có bạn nào. Đáp án B, cũng không có ai chọn. Đáp án C, cũng không. Tất cả đều chọn đáp án D. Nếu như không phải là đáp án D thì sẽ không ai được nhận phần thưởng 15 triệu đồng cả. Và số tiền ấy sẽ được cộng dồn cho chương trình lần sau. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án D. Như vậy thì tất cả 4 bạn đều trả lời đúng. Kính thưa quý vị, Mexico là nước có tồn tại những kim tự tháp do người Maya xây dựng. Đây là tộc người nguyên thủy sống ở Mexico, hay còn gọi là người da đỏ. Xin chúc mừng 4 bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng.
Và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi. Nào, hãy cho chúng tôi biết vị khán giả may mắn cuối cùng của tối hôm nay là ai nào? Xin chúc mừng 40 bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Anh Quách Hồn Ninh ơi, anh không phải chờ đợi ngay đâu, lâu nữa đâu. Bởi vì ngay bây giờ Hồng Phượng sẽ chọn ra phiếu thăm may mắn thứ ba của chương trình ngày hôm nay. Đây là phiếu thăm may mắn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta cùng xem chủ nhân của số điện thoại này là ai nhé. Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0879236 38. Xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Quý vị thân mến, vừa rồi câu hỏi mà anh Quách Hồn Ninh đưa ra quả là một câu hỏi khá là gay gắt. Bởi vì khi mà nhắc tới kim tự tháp thì chúng ta thường nghĩ tới Ai Cập, nhưng rất ít ai trong số chúng ta lại nghĩ rằng Mexico cũng có rất nhiều kim tự tháp. Và quý vị ơi, ngay bây giờ câu hỏi mà Hồng Phượng đưa ra cho vị khán giả may mắn thứ ba của chương trình cũng là một câu hỏi không dễ đâu. Và chúng ta hãy cùng xem vị khán giả này sẽ thể hiện mình như thế nào nhé. Alo, xin chào vị khán giả may mắn thứ ba của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào Hồng Phượng. Alo, xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình. Mình là Thanh Nhàn. Mình là 35 tuổi. À, xin chào chị Nhàn ạ. Xin chào Hồng Phượng. Chị Nhàn ơi, hiện giờ chị đang ở đâu ạ? Chị đang ở Củ Chi. Nhà của chị cũng ở Củ Chi phải không ạ? Nhà chị ở Củ Chi luôn. Chị Nhàn ơi, thông thường thì những khán giả theo dõi chương trình Quà Tặng Tri Thức thấy chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng tôi có rất là nhiều phần hấp dẫn. Có thể là họ thấy rằng những phần quà của chúng tôi rất là hấp dẫn, hoặc là những câu hỏi khá là thử thách, mang lại cho tất cả quý vị khán giả rất nhiều điều thú vị. Vậy thì không biết rằng chị Nhàn thích chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng tôi ở điểm nào ạ? Tại vì chị cũng đăng ký chương trình đã lâu rồi đó Hồng Phượng. Dạ. Nhưng mà tại vì cái chương trình này là chương trình Quà Tặng Tri Thức, cho nên là chị cũng muốn coi thử cái trình độ tri thức của chị nó đến đâu. Và ngay bây giờ chị sẽ có ngay một cơ hội để xem, để thử xem trình độ của mình. Còn bây giờ, trước khi lắng nghe câu hỏi của chương trình, chị hãy chọn cho mình một trong số bảng logo còn lại. Chị chọn bảng Samsung. Samsung. Và chúng ta cùng xem phần quà dành cho chị là gì nha. Đó là đầu DVD Samsung, thiết kế nhỏ gọn cho âm thanh kỹ thuật số 6.1, đọc được nhiều định dạng âm thanh. Chị Nhàn ơi, chị cảm thấy phần quà như thế nào? Cũng hấp dẫn đó Hồng Phượng. Rất là hấp dẫn. Vậy bây giờ chị đã sẵn sàng và tự tin chưa nào? Đang sẵn sàng đây. Câu hỏi dành cho chị như sau. Lễ khai canh là tên gọi khác của tập quán truyền thống nào sau đây? Chị có 4 sự lựa chọn. A. Hạ nêu. B. Đồng thổ. C. Rước ông bà. D. Hạ điền. Chị đã nghe rõ chưa ạ? Rồi. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Chọn phương án D. Phương án D. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi Hồng Phượng. Kỹ rồi. Và chị tự tin bao nhiêu phần trăm với câu trả lời này? Khoảng 6-70%. Tại sao có 6-70% thôi ạ? Tại vì chị cũng loại trừ á, chị dùng phương pháp loại trừ. Có nghĩa rằng chị đang suy đoán. Dạ đúng rồi. Và bây giờ chúng ta cùng xem sự suy đoán của chị có chính xác không nha. Sau 3 ngày Tết Nguyên Đán, trước ngày lễ Hạ Nêu mùng 7 tháng Giêng âm lịch, nhiều làng tổ chức lễ khai canh hay còn gọi là lễ Hạ Điền. Lễ khai canh phải chọn ngày tốt. Trong ngày lễ khai canh diễn ra các nghi lễ như thắp đuốc, vác cày, hên thuyền, đánh trống vân vân. Người cầm cày là ông chủ tế của năm đó sẽ dắt trâu xuống ruộng cày một đường cày. Đây là nghi thức thường diễn ra ở các vùng quê miền Trung và miền Bắc của nước ta. Ý nghĩa là mong đợi một năm mùa màng tươi tốt và no ấm. Và ngay bây giờ Hồng Phượng xin được chúc mừng chị. Yeah! Chị ơi, chị hãy chia sẻ cảm giác vui mừng của mình với tất cả mọi người đi ạ. Trời, chị mừng quá Hồng Phượng ơi, tại vì chị cũng nghĩ, chị không nghĩ là mình sẽ trả lời đúng như vậy. Không biết rằng ngay bây giờ bên cạnh chị có ai chia sẻ niềm vui này với chị hay không? Có ông xã chị với anh chị với mấy người bạn của anh chị. Ông xã của chị đang nói gì vậy? Ông già, ông xã chị nói là sao em giỏi thế. Xin chúc mừng chị và xin cảm ơn chị đã đến với chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng tôi tối ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn Hồng Phượng nhiều.
Quý vị thân mến, như vậy là 30 phút của chương trình thật ngắn ngủi đã trôi qua rồi. Ngay bây giờ Hồng Phượng và những người thực hiện chương trình phải chia tay với tất cả quý vị khán giả. Nhưng trước khi chia tay với tất cả quý vị thì chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và tất cả quý vị khán giả may mắn nào nhận được phần quà của chương trình, xin liên hệ với công ty cổ phần Lasta số 23 Phùng Khắc Khoan quận Nhất để nhận phần thưởng của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình kỳ sau.